Sơ lược về Kamen Rider Kyu, người sử dụng chính là Asihara Ryo, là vận động viên bơi lội ngôi sao của trường đại học Yohoru. Tuy nhiên, trong một lần tập luyện, sức mạnh kỳ lạ bên trong Ryo thức tỉnh và khiến anh ta gặp một tai nạn đến nỗi nhập viện. Sức mạnh kỳ lạ này dần phát triển và cơ bắp cùng các giác quan của Ryo ngày càng được nâng cao. Sức mạnh này làm cho huấn luyện viên của anh ta sợ hãi và tránh xa anh ta. Ryo rời khỏi trường đại học, sau đó liên lạc với người bạn gái của mình, Mayumi Kitahira. Sau khi chứng kiến Ryo biến thành một loại sinh vật không phải con người, Mayumi đã hoàn toàn sợ hãi và tránh xa Ryo. Sức mạnh của Ryo lúc này dần ăn mòn cơ thể của Ryo, khiến anh ta đứng trước cửa tử. Overlord đã tìm thấy Ryo và dùng sức mạnh của mình gia tăng tuổi thọ của anh ta thêm một thời gian. Tuy nhiên, tác dụng tiêu cực của sức mạnh này vẫn ảnh hưởng đến Ryo. Sau đó, Ryo được thông báo về cái chết của cha mình, Kazuo Asihara, một thành viên cũ của chuyến tàu Akatsuki, với nguyên nhân chết là suy nhược thần kinh trong thời gian dài. Sau đó, anh ta phát hiện ra danh sách trong cuốn sổ đen của cha mình liên quan đến sức mạnh của Akito và danh sách những thành viên trong chuyến tàu Akatsuki. Ryo muốn tìm hiểu về cái chết của cha mình cũng như sự biến đổi kỳ lạ của bản thân. Theo danh sách đó, Ryo đã tìm đến các thành viên trên chuyến tàu Akatsuki, bắt đầu với Sayako Shinohara. Trong quá trình tìm kiếm những thành viên trên chuyến tàu Akatsuki, Ryo đã phải đối mặt với các lót và cả lực lượng của con người. Thậm chí anh ta từng bị lực lượng của cảnh sát tổng lực tấn công. Tiếp tục tìm kiếm các thành viên còn lại của chuyến tàu, Ryo đã đem lòng yêu Aki, một hành khách khác trên chuyến tàu Akatsuki, nhưng cô gái này tiếp tục bị các lót giết chết. Ngay sau đó, dù gặp được các thành viên khác trên chuyến tàu, hình dạng của Ryo làm cho một cô gái tên Masumi sợ hãi và tìm mọi cách giết anh ta. Trong quá trình chống trả, Ryo đã làm bị thương Masumi và chạy trốn. Vì thế anh ta bị một hành khách khác là Sagara truy sát và giết chết. Ryo được Tsugami Zoichi tìm thấy và yêu cầu Overlord hồi sinh Ryo. Tuy nhiên, Overlord đã từ chối vì trước đây ông ta từng cứu Ryo một lần. Cực chẳng đã, Tsugami Zoichi đã tìm đến Kazuya Mana, người vừa thức tỉnh toàn bộ sức mạnh siêu linh của bản thân. Nhờ sức mạnh của Mana, Ryo tiếp tục được cứu và trở lại một lần nữa. Lúc này, cơ thể của Ryo đã thích ứng hoàn toàn với sự biến đổi của cơ thể, khiến cho tác dụng phụ biến mất. Ryo tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về sức mạnh của bản thân và chiến đấu với các lót. Ryo gặp được Koji Majima, một cậu trai trẻ cũng là hành khách trên chuyến tàu Akatsuki cùng với Kaoru Kino. Kino là một hành khách đã thức tỉnh một nhánh sức mạnh của Akito với hình dạng Kamen Rider Another Akito. Tuy nhiên, Kino quyết định tiêu diệt tất cả những người có khả năng trở thành Akito và đả thương Ryo, buộc anh ta cùng Majima phải chạy trốn. Vết thương quá nặng khiến Ryo gần như sắp chết thêm một lần nữa. Tsugami Soichi xuất hiện và chuyển hạt giống sức mạnh của Akito từ Majima sang cho Ryo, giúp cho anh ta chữa lành tất cả các vết thương và tiến hóa lên một hình dạng mới. Sau những trận chiến đó, Ryo gặp một cô gái tên là Risa Mishihara và kết thân với cô, nhưng do cuộc thanh trừng của Overlord, Risa đã bị bản sao song trùng của mình giết chết. Cuối cùng, Ryo sát cánh cùng Akito và Z3 tiêu diệt Overlord và anh ta rời đi lang thang khắp nơi cùng một chú chó con. Ryo ban đầu là một người cực kỳ vui vẻ, lạc quan và cực kỳ tốt bụng, nhưng do mất mát và sự biến đổi của bản thân, anh ta dần trở nên lãnh đạm và lạnh lùng, thô lỗ. Nhưng sâu bên trong Ryo vẫn có sự tốt bụng là bản chất của anh ta. Sức mạnh kỳ lạ biến đổi cơ thể của Ryo trong bộ phim được coi là một dạng sức mạnh của Akito, nhưng nó không hoàn hảo. Trong quá trình lịch sử phát triển sức mạnh Akito, thì Kyu là chiến binh đầu tiên được sinh ra từ Promet và một người phụ nữ loài người, với mục đích nhằm có được một chiến binh chống lại các lót. Mặc dù được coi là một loại sức mạnh của Akito, nhưng Kyu là quá trình chuyển đổi không hoàn hảo và bản chất của sinh vật được tạo ra khá hoang dã và dễ hành động theo bản năng. Tuy vậy, thể chất của Kyu lại mạnh hơn so với Akito và hoàn toàn có thể so kèo 1-1 với Akito hoàn chỉnh. Hơn nữa, khả năng phục hồi hầu như mọi vết thương cùng với thể chất bền bỉ khiến cho chiến binh này có thể tiêu diệt các lót thông thường một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ thể bằng việc sử dụng sức mạnh của hạt giống Akito không hoàn hảo khiến cho quá trình chuyển đổi bất ổn và làm cho các tế bào trong cơ thể Ryo phân hủy một cách nhanh chóng. Sau này, nhờ sức mạnh của Mana, cơ thể anh ta đã ổn định và thích ứng với việc chuyển đổi. Đi cùng với sự chuyển đổi của Ryo là Transformation Bell, Metafractor hay còn gọi đơn giản là Metafractor. Đây là chiếc thắt lưng cội nguồn sức mạnh của bộ giáp sinh học Kamen Rider Kyu. Ở giữa nó là Philosopher's Stone màu xanh lá cây hay còn được gọi là hòn đá hiền triết. Đây là nơi chứa hạt giống sức mạnh của Akito, cung cấp năng lượng sinh học và tăng cường khả năng của bộ giáp sinh học Kamen Rider Kyu. Không giống như Outer Ring của Akito, Metafractor không có mắt rồng, nên Kyu không thể chuyển đổi linh hoạt giữa các hình dạng được. Metafactor sẽ đồng thời xuất hiện cùng bộ giáp sinh học chứ không xuất hiện trước như Outer Ring của Kamen Rider Akito hay Anpoi của Kamen Rider Another Akito. Phương tiện di chuyển của Gyu là Gyu Rider, một chiếc xe máy bình thường được chuyển đổi và đồng hóa bởi các tế bào của Gyu nhờ sức mạnh của Metafactor. Sau khi chuyển đổi, cỗ máy này sẽ trở thành một sinh vật nửa máy nửa sống, có ý chí riêng và có thể tự di chuyển không cần người lái. Giống như Gyu, nó có khả năng tự chữa lành. Nó có thể tạo ra sóng rung 2,5 triệu lần mỗi giây để cắt vật thể trong vòng bán kính 3 mét xung quanh nó. Kamen Rider Kyu được thiết kế dựa trên bộ xương rồng sừng dài và chính cây xương rồng. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu của Gyu lại mang phong cách xà quyền và pha trộn giữa sự hoang dã và dữ dội giống như một con thú hoang. Để chuyển đổi thì nói chung, Ryo sẽ hét lên hoặc cơ thể sẽ phát ra một luồng sáng rồi nói Henshin. Cơ thể Ryo sẽ chuyển sang Kamen Rider Kyu. Bản chất của sự biến đổi này là thay đổi toàn bộ cơ thể thành một chiến binh với bộ giáp sinh học. Bộ giáp này có khả năng tự chữa lành vết thương, nhưng trong quá trình biến đổi, nó sẽ cố gắng hòa làm một với Ryo, khiến cơ thể con người của anh ta khó có thể chịu nổi và bị phân hủy tế bào. Các phần áo giáp màu xanh lá cây trên ngực và giáp vai của Ryo cho phép Rider này chịu những tác động lớn và có chức năng tự chữa lành. Đặc biệt, các phần giáp màu xanh ký sinh trên cánh tay và chân cho phép Ryo tạo ra những vũ khí sinh học từ chính bản thân mình. Cổ tay của Ryo sẽ tạo ra lưỡi dao Ryo Claw và các xúc tô Ryo Filler để chói và tấn công đối thủ.
Phần gót chân sẽ tạo ra Gill Hell Claw, một móng vuốt từ gót chân cực kỳ sắc bén. Các phần ở cổ tay và chân cũng sở hữu một loại viên đá pha lê, nơi truyền tải suy nghĩ của Gill từ các phần giáp ký sinh. Nếu bộ phận này bị phá hủy, Gill sẽ mất kiểm soát những bộ giáp này. Các phần màu vàng kim trên cơ thể Gill gửi năng lượng từ hòn đá chiết ra tới các phần của cơ thể. Phần chi tiết màu vàng như cổ áo trên giáp ngực chứa nhiều năng lượng nhất. Phần da sinh học màu đen của Gill có độ cứng rất cao, nhưng nó không hoàn hảo khiến cho bộ giáp này phải hấp thu chất dinh dưỡng từ chính người sử dụng. Ngay chính giữa đỉnh đầu của Gill là Wiseman Door. Nó được làm bằng vật liệu giống với hòn đá chiết ra và được coi là con mắt thứ ba của Gill. Nó truyền mọi thông tin thu thập được đến não. Nó có thể thấy được điểm yếu của kẻ thù, từ đó giúp Gill tấn công một chỗ yếu điểm đem lại lợi thế cực lớn. Hơn nữa, Wiseman O có thể làm choáng kẻ thù với ánh sáng cực mạnh hoặc thao túng con người bằng sóng thôi miên. Phần mắt của Gill có tầm nhìn lên tới 20 km và xuyên qua sắt thép cũng như nhìn trong bóng tối. Ngoài ra, Gill cũng có thể nghe trong phạm vi 20 km. Phần xương của Gill có chức năng kiểm soát các giác quan như khiếu giác, thị giác hay thính giác. Đây cũng là nơi đào thải năng lượng dư thừa được truyền tải từ hòn đá chiết ra. Tuy nhiên, do Gill không có Wiseman Monolith để chuyển đổi năng lượng như của Agito nên việc kiểm soát năng lượng và sức mạnh của Gill bị hạn chế. Khi Gill hết năng lượng thì phần sừng này sẽ co nhỏ lại. Ở miệng của Gill có hàm răng Demon Fang Cluster, nó cho phép Rider này cắn xuyên sắt thép và có thể tạo ra sóng siêu âm Gill Horn để làm được nhiễu loạn kẻ thù. Kamen Rider Gill có chiều cao 200cm và nặng 100kg với lực đấm 10 tấn, lực đá 20 tấn. Nhảy cao nhất được 50m và tốc độ tối đa là 100m trên 5 giây. Độ cứng của bộ giáp sinh học của Kamen Rider Gill là 5, tương ứng với độ cứng của loại quặng Apatite. Tuy nhiên, khi hết năng lượng và xương nhỏ lại thì chỉ số của Kamen Rider Gill sẽ giảm mạnh. Với lực đấm 1 tấn, lực đá 12 tấn và nhảy tối đa chỉ được 5m. Chiêu tất sát của Gill là Gill Hell Claw. Bằng việc tạo ra Gill Hell Claw ở chân, Gill sẽ tung một cú đá chặt bằng gót chân từ trên cao xuống với lực đủ mạnh để móc vào kẻ thù và xé toạc chúng bằng cách lao ra khỏi đối thủ bằng một cú đá nhào lộn. Đòn tấn công này có lực sát thương 30 tấn. Khi bị Anatar Agito tấn công và lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh, Ryo đã được truyền hạt giống sức mạnh Agito hoàn chỉnh từ cơ thể của Majima và Gill đã tiến hóa lên hình dạng XC-Gill. Metafactor lúc này chuyển thành màu đỏ và hòn đá hiền chiết chuyển thành màu vàng. Giữ lại tất cả các chức năng của bộ giáp sinh học cũ, nhưng lúc này toàn bộ các chỉ số của sức mạnh của Gill đã được nâng cao và sức mạnh Agito trong cơ thể Ryo đã hoàn chỉnh nên phiến đá Wiseman Monolith cũng xuất hiện. Phiến đá này đóng vai trò luân chuyển cung cấp và chuyển đổi năng lượng nhận từ Metafactor. Bản thân phiến đá này cũng là nơi tạo ra các Gill Slinger, những sợi xúc tu có móng vuốt màu đỏ với khả năng kéo dài để tấn công hoặc chói đối thủ. Khi có được sức mạnh này, Gill đã có được nguồn năng lượng cực lớn. Số lượng năng lượng dư thừa ra đã tạo ra những phần móng vuốt trên khắp cơ thể. Các loại móng vuốt có ở dạng trước như Gill Claw hay Gill Hell Claw cũng kéo dài ra và chuyển sang màu đỏ. Phần trung tâm của chiếc sừng trên đầu Gill cũng dài ra và tăng cường giác quan với đôi mắt nhìn lên được 30 km và nghe được ở khoảng cách 30 km, nhìn được kể cả trong bóng tối và xuyên tường sắt thép. Kamen Rider XC Gill có chiều cao 200cm và nặng 100kg với lực đấm 15 tấn, lực đá 30 tấn, nhảy cao nhất được 65m và tốc độ tối đa là 100m trên 4,2 giây. Độ cứng của bộ giáp sinh học lúc này là 7, tương ứng với độ cứng của đá thạch anh. Đòn tất sát của XC Gill là XC Hell Claw. Sau khi khống chế kẻ thù bằng Gill Slinger, XC Gill sẽ nhảy lên và tung một cú đá chặt từ trên xuống với sức mạnh tấn công lên tới 40 tấn. Trong trận chiến cuối cùng, XC Gill cũng thực hiện một biến thể khác của đòn tấn công này là Double XC Hell Claw. Thay vì một chân thì XC Gill sẽ tấn công đối thủ bằng cả hai chân. Trên đây là sơ lược về Kamen Rider Gill. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Cut Cut Movie. Xin chào và hẹn gặp lại.